Chào mừng các bạn đã đến với tin hậu trường ngày 20 tháng 5. Trước khi đến với những thông tin đặc sắc có trong bản tin ngày hôm nay, các bạn hãy trả lời một câu hỏi của chương trình. Theo các bạn, ở các sân vận động đã nên mở cửa cho khán giả vào sân hay chưa? Và ngay sau đây là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hài hước hình ảnh Tuấn Anh ngủ gật trong lúc đóng quảng cáo. Con gái Quế Ngọc Hải ăn cơm cực đáng yêu. Bạn gái Văn Lâm đáp trả cực gắt khi bị chê dùng Photoshop chỉnh sửa ảnh. Vừa qua, trên trang chủ của VPF vừa tung lên những bức ảnh hậu trường của buổi ghi hình giới thiệu V-League 2020. Buổi quay hình có sự xuất hiện của các cầu thủ đại diện cho 14 câu lạc bộ tham gia V-League năm nay. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Có lẽ vì ít khi tham gia quay hình cho các hoạt động truyền thông như thế này, nên cầu thủ đội bóng phố núi cảm thấy không được hào hứng cho lắm. Và camera đã vô tình bắt được hình ảnh cầu thủ này ngủ gật trong lúc đợi quay, đã gây thích thú cho người hâm mộ khi xem những hình ảnh hậu trường này. V-League thì năm nào cũng có, nhưng những đoạn video giới thiệu được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng như thế này thì không phải là năm nào cũng có. Những bức ảnh hậu trường được VPF đăng tải đã gây thích thú và mong chờ đối với mỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dự kiến, VPF sẽ tung đoạn trả lời giới thiệu này vào lúc 19:30 tối nay, ngày 20 tháng 5 trên trang chủ của mình. Cô con gái Quế Ngọc Kim Ngân của trung vệ Quế Ngọc Hải luôn khiến người hâm mộ phải ngất ngây. Từng hành động cử chỉ của cô bé Sunny đều làm các fan của Hải Quế phải cười bo với sự đáng yêu của mình. Vừa qua, trung vệ câu lạc bộ Viettel đã đăng tải một đoạn video cô con gái của mình đang dùng tay ăn cơm hết sức ngộ nghĩnh. Các bạn hãy theo dõi những hình ảnh vô cùng dễ thương của cô bé Sunny này nhé! Còn với trung vệ của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh đam mê chơi đùa với con gái, thì mỗi khi rảnh rỗi, Hải Quế cũng không quên chăm sóc cho dàn bạn gái của mình là những đôi giày thi đấu. Nhiều sự lựa chọn như thế này, nếu muốn dùng hết thì có khi mỗi trận anh phải sử dụng một đôi giày khác nhau mất thôi. Trong khi vẫn đang chờ quyết định tương lai đến từ Herovin, Văn Hậu vẫn đang nỗ lực tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện và tập thêm ở nhà nhằm nâng cao thể trạng, cơ bắp. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đại diện của Văn Hậu đã đăng clip cầu thủ này tập luyện với các bài tập tăng cường phần cơ đùi. Đây là những động tác đã quen thuộc với cầu thủ này trong nhiều tháng qua, khi phần lớn phải dành thời gian ở nhà. Không chỉ có vậy, cầu thủ người Thái Bình còn tự tay nấu nướng. Quá ấn tượng trước hương vị mà món ăn do Văn Hậu tự làm, người đại diện đã dành lời khen đầy xúc tích, bếp trưởng Đoàn Văn Hậu. Kể từ khi sang Hà Lan, Văn Hậu đã học hỏi và hưởng những chế độ ăn uống khoa học. Anh cũng tạo được thói quen sống độc lập, điều đó giúp cầu thủ này tự nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe với sự nghiệp. Sự thay đổi là điều thấy rõ. Chỉ sau vài tháng tại Hà Lan, nhờ chế độ ăn uống và tập luyện tốt mà thể hình của Hậu đã trở nên vạm vỡ. Với chiều cao 1m86 và cân nặng 82kg, Văn Hậu sở hữu những thông số hoàn hảo của một cầu thủ. Thậm chí, trong những bài kiểm tra thể lực gần đây, Văn Hậu còn đạt được những cột mốc mới về chỉ số chạy và tăng tốc. Dù không có nhiều cơ hội ra sân nhưng phải thừa nhận một điều, môi trường bóng đá ở châu Âu đã mang đến rất nhiều lợi ích cho các cầu thủ Việt Nam, điển hình là Văn Hậu. Mới đây, hot girl Yến Xuân khoe một bức ảnh chụp góc nghiêng trên Facebook cá nhân. Ngay sau đó đã có một tài khoản bình luận: ai rồi cũng sẽ bị bóp má thôi, được hiểu qua là đang chê Yến Xuân béo lên và phải bóp má lại khi đi chụp ảnh. Ngay sau đó, cô nàng đã đáp trả lại cực gay gắt: ai rồi cũng sẽ bị đấm gãy răng thôi. Và đối phương chỉ biết thả icon giận tím người mà thôi. Qua dòng bình luận, chúng ta có thể thấy Yến Xuân là một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn khi bị chê trên mạng xã hội. Sau khi giãn cách xã hội, Yến Xuân chia sẻ cô bị sụt 5kg và góc nghiêng của bức ảnh chỉ là do cô bị gầy chứ không phải là do bóp mặt gì cả. Ngoài được biết là bạn gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, Yến Xuân còn rất hot qua những bài tập gym hay chặt gạch bằng tay không mà cô thường chia sẻ trên mạng. Nắng nóng thế này mà phải ra sân tập luyện thì đúng là cực hình với bất kỳ cầu thủ nào. Ấy thế mà với những đàn em của Quang Hải ở đội U17 Hà Nội.
Những cầu thủ trẻ này còn phải tập những bài rất nặng. Chính vì thế, ngay sau buổi tập, tất cả đều tranh thủ nằm xuống đường pit để tận dụng bóng mát nghỉ ngơi. Nhìn những hình này mới thấy các cầu thủ đã phải vất vả như thế nào mới có thể đạt được thành công qua từng giải đấu. Còn với Quang Hải, vào cuối tuần này, anh và các cầu thủ tại đội 1 Hà Nội FC sẽ có trận đấu giao hữu với Than Quảng Ninh trên sân vận động Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho việc V-League quay trở lại vào đầu tháng 6 tới đây. Quang Hải và anh trai đã bắt đầu tuyển sinh cho Trung tâm bóng đá cộng đồng tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Trung tâm bóng đá QH19 được lên dự án bởi cầu thủ Nguyễn Quang Hải và anh trai Quang Phong trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do đại dịch nên đến nay trung tâm mới đi vào hoạt động. Trung tâm nhận học viên từ U6 đến U13 trên địa bàn huyện Đông Anh. Việc mở trung tâm bóng đá cộng đồng không còn là điều mới lạ tại Việt Nam. Trước Quang Hải, còn có những cựu tuyển thủ như Lê Công Vinh hay Vũ Như Thành cũng đang rất thành công trong môi trường đào tạo. Hy vọng rằng trung tâm bóng đá QH19 sẽ tạo ra nhiều nhân tài cho đội tuyển quốc gia, giống như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Huy Hùng hay chính Nguyễn Quang Hải. Đó là những người con được sinh ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội. PVF Thiên Trường là hai sân bóng đầu tiên ở Việt Nam thông báo mở cửa cho khán giả vào sân sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Hai trận đấu Phú Hiến và Thanh Hóa, Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được phép đón khán giả trở lại sân trong khuôn khổ cúp quốc gia. Các trận đấu còn lại vẫn còn phải chờ những quyết định đến từ VPF cũng như chỉ đạo của từng tỉnh, từng thành phố và còn tùy thuộc vào điều kiện y tế và năng lực tổ chức mới có thể đưa ra những quyết định cuối cùng. Việc có cho khán giả vào sân hay không vẫn là một vấn đề đang được bàn luận một cách đầy nghiêm túc giữa các bên. Bởi dịch bệnh vẫn còn chưa hoàn toàn chấm dứt ở Việt Nam, có thể vẫn sẽ mở cửa trở lại, nhưng sẽ đi kèm với những điều kiện kiểm tra y tế bắt buộc, cũng như hạn chế số lượng cổ động viên vào sân nhằm dễ kiểm soát tình hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin hậu trường ngày 20 tháng 5. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.